Đây là mọi người, anh em Việt Nam nha mọi người, đi bắt ba ba. Con rắn nữa hả? Con rắn. Ghê vậy. Con rắn nữa. Dữ, rắn này rắn không ngựa hả? Rắn ở ngoài chắc kêu mà rắn ráo á. Đúng rồi. Sập dưa. Còn ở trong đây là ấy kêu bằng rắn không ngựa trong miền Nam. Đây nè. Ngày trước mình cũng bắt chính được mấy con. Đây mọi người, anh em bắt chính ba ba nha mọi người. Mấy con ba ba rồi. Sinh nhật nó chỉ có thế thôi. Đây. Đi mình trên đường về gặp mấy anh em đang đang đi bắt là sướng coi luôn. Đây là nha mọi người. Đi hai anh em đi sáng giờ lâu chưa? Mới đi hả? Được hai con ba ba hay mấy con rồi? Được hai con rồi. Hai con hả? Ồ. Cái này về nấu chua hay gì? Ừ, nấu chua ăn ngon. Ở bên nhà cũng có nè. Đây nè mọi người. Ồ. Bây giờ. Thôi thôi tái rồi. Ở đằng đẵng anh có bọc kìa. Chúc mày đẵng cho cái bọc. Có không? Nó trốn ở dưới hả? Nó trốn ở dưới anh. Ồ vậy à. Hàng chi hôm trước. À? Hôm trước đang câu cá thấy nó nhủi nhủi ở dưới đất á. À, thì ra là vậy. Ừ, hay nhỉ. Nó nhéo đâu. Nó có nhà đâu. Quên. Bây. Nó chạy đâu mất rồi. Sáng giờ hai anh em đi một con rắn với hai con màu ba. Về là như đây là chiến được ha. Bơ lên rồi mà. Bơ lên rồi. Cách bắt ba ba bên Nhật nha mọi người. Ở đây nó mô lên nè, không phải có không nè. Đây mô lên nè. Vậy lấy cây chọt nha mọi người. Chọt khi nào trúng ngay cái mô ở trên đó thì mình sẽ... Đúng không? Đúng luôn. Khó không? Nó mô lên đó. Chẩn luôn rồi. Đó. Chẩn luôn rồi. Nó chọt chúng là mình có cảm giác liền nha mọi người, đây nè. Đó. Ôi trời ơi, bà to quá. Lên rồi. Quá đã. Quá đã. Quá. Đâu anh quá. Quá bự luôn. Ghê vậy, chụp cỏ luôn. Quá dữ. Rồi. Được rồi. Rồi, khoan nghe để em chụp cái. Quá dữ. Quá đã, được ba con. Hồi nãy em thấy nó mô đất lên, nó cao lên, rõ ràng luôn. Đây. Đây. À, đã chưa? Đây là anh Dũng, chưa có người yêu nhá. đây là mấy anh em tập sinh Minh Nhật ngày nghỉ dài nha mọi người. Mình có vợ con rồi nhá. Ngồi lên em lấy cái bọc của em kìa. Ở đây nè, mọi người xe đậu ở bên kia kìa. Chúc. Đây, không, tay cầm con được ba con ba đó. Tưởng ngay cùng ba con. Đó. Quá rồi. Kiểu này mà bên Việt Nam mà ấy ba ba nấu chuối à. Ủa gì vậy là sáng giờ đi có mương này không ha anh? Vâng, đi hàng kia nhưng mà chưa gọi. Nên là đi trên bò thôi thì không biết rồi. Nhưng mà hai anh em nộ chuối. Lội cũng xa á, từ đẳng lội đây cũng xa. À đây rồi, đi rồi, coi rồi. Ê. Wow. Con gù, ở đâu. Đây là con gù mini. Đây là gù mini. Ở bên đây là gù ba ba nhiều lắm. Cá chép nữa. Giờ thả nha mọi người, hay là đem này về nuôi ra. Thôi thả đi, để cho nó lớn. Rồi nhìn thấy ham quá. Chắc nhảy xuống bắt luôn quá. Rồi em đi trước em dọ coi. Coi đâu có cái mô cao cao thì... Dọ.
thấy nó nhô lên cao lắm, như như là cái núi vậy đó. Nó nằm đấy mà nó cứ tức. Ừ. Đây đây. Đây 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 đây, để em cầm nha. Nó cắn đi anh ạ. Cắn tới hay sao không? Nó cắn đi. Không, cắn. Cái móng trên nó sắc á. Đây. Đây ok. Đâu à. Ừ. Tổ đăng video à. Tối nay về lên trang phát tổ vlog coi nha. Phát tổ à? Phát tổ. À, tên phát á nhưng mà gọi. Ê, phim con hả? Có không? Có không? Ô hay vậy. Bắt bắt xong rồi đồng chí cho xin cái bao đi. Cái gì ấy? Có gì đúng không? Ui con này này, to lắm. Quá. Thêm một con nữa nha mọi người. Wow. Wow. Con này to chưa? Ồ. To to to. Wow. Quá. Hai con luôn. Kiếm bao đã, kiếm đồ đựng đã. Đồ đựng tí vào kia công ty em lấy. Tí lên 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 cho anh em kìa, em cho cái bọc. Bây giờ con được đi. Đây đây đây. Đây để em lấy lại cho. Tháo. Đây. Bọc gấp bây giờ lấy thêm một cái túi nữa bỏ vô. Đấy. Bỏ to quá bỏ sao vậy? Còn này cho chắc cỡ hai cân không? Đây bỏ rồi. Ghê chưa? Quá trời. Hai con. Ba con. Anh vô phát tổ vlog là có em à. Có phát tổ vlog của nó đúng không? Ừ. Này đoàn con này về này. Không, không bỏ vô luôn. Bỏ vô cái bao luôn. Dồn luôn cái bao này nhét lại. Phát tổ. Ừ. Coi. Tổ. Cách cái. Rồi. Ơi. Phát phát tổ á, ghi tiếng Việt á, chữ phát á. Phát chữ T á, T á. Phát. Ờ. Rồi sao? Cầm cái. Rồi, cầm cái. Ký tổ. Rồi quay lóc. Đây có em đi. Đây mà. Đấy, em đó. Em nè. Vậy tối nay lên coi nha. Em chỉnh cho mấy anh em lên. Hả? Để bữa nào đi. Để hả? Kệ bữa nào cũng được. Anh em ở đây có còn lâu mà. Có dịp gặp lại. Đây là xong rồi, anh em giao lưu xong giờ thích tiếp tục nha mọi người. Đây, còn chút xíu nữa đó. Còn chút xíu nữa đây. Quá. Anh em làm điếu rồi đi chiến tiếp. Đồng người xả lao. Người ta đồng người xả lao. Lương tháng 450 củ không anh? Không, hôm nay kiếm được 3 củ. Anh à. Hôm nay kiếm được 4 củ chứ. Đây lương chắc như nước cắt luôn mọi người ơi. Đây đây đưa dép đưa mẫu đây, em cầm cho em cầm đây để anh kia em cầm. Đây để cầm cái bao này cho. Đây cầm ba con. Theo chân mấy anh đi bắt bao vàng mọi người. Chắc hết khúc này hết anh ơi. Khúc này chắc hết.
đá. Đá. Ngay cái miếng chai luôn. Buổi sáng hai anh em đi dạo kiếm mồi đây. Được 4 con bao bao quá phê luôn. Khúc này ngắn quá hết rồi. Rồi anh em đây. Bên đây thấy thú vị không mọi người? Cá rồi đấy kia. Có cá hình như bên đây có anh ơi, em thấy vô lên anh ơi. Chỗ này nè, bên đây em thấy vô lên nè. Thấy vô đông đất lên là chắc nó. Ý, nó nghe bụp bụp đó. Nó. Em nghe bụp 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 bụp. Không, bây giờ mình cũng đá hả? Đùa ra nè. Đây nè. Ở chỗ đó đó anh. Không phải ha. Em thấy nhiều lần chỗ đó. Chỗ đó đó. Rồi. Không. Đi bên kia đi. Qua đây được gặp mấy anh em Việt Nam là vui vậy. Làm gì đây? Chuẩn bị hết chỗ này chắc cũng có cái chồng quá. Chỉ số được 5 con. làm cái lẩu ba cũng hết cả cũ à. Trời ơi, chạy. Ôi.
vô bao. Bế nó lên. Câu rồi, rồi rồi, đây đi. Đây nè, quá trời. Bế lên, bế lên. Quá trời cả. Trời trời nó lội mở đưa. Trời ơi. Không bắt chung nghe mọi người. Còn 5 cân. Không. Anh này không ai bắt cho nghe, bỏ cho nó lội. Chỉ ăn bò ba thôi. Béo nhỉ. Ok, bây giờ là xong rồi nha mọi người. Bây giờ chia tay anh em về nha. Anh em mời về nhậu cho con về nha. Không, tại có để dịp khác thì ghé nhà anh em chơi. Mấy anh em ngủ đi nhậu. Đây. Lấy phương tiện nè về nè. Đây xe đạp. Đây đồ của mình, đồ nghệ này. Đây. Bye bye. Như đây là sảnh ai?